Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bên mình. Như ở trên tay mình, đây là một chiếc điện thoại iPhone XS Max. Đó, và đây. Nhưng mà các bạn thấy có điều gì khác biệt không ạ? Con này nhá thì nó sẽ có camera đục lỗ này. Và như XS Max thì nó lại là tai thỏ. Đó là điều khác biệt. Đấy. Và bây giờ mình sẽ mở khóa cho các bạn xem thêm sự khác biệt của nó nhé. Đó, và đây là một chiếc XS Max. Nhưng mà ở dưới này các bạn để ý này, nó sẽ có phím điều hướng này. Và con này khác biệt nữa là con này nó lại chạy CS Play chứ không phải App Store. Đó. Và thực chất thì con này nó chính là chiếc điện thoại Android chứ không phải iOS các bạn nhé. Và làm cách nào thì có thể biến từ chiếc điện thoại Android chuyển thành chiếc điện thoại iOS chạy phiên bản iOS 14. Ok, thì các bạn hãy vào ứng dụng CS Play và các bạn download, gõ vào tìm kiếm này, iOS 14 Launcher này. Đây là vào ứng dụng ngay đầu tiên này của nhà phát triển Lưu Tinh. Người phát triển này thì là người của Việt Nam nên là các bạn cũng yên tâm hơn phần nào về những cái nhà phát triển từ nước ngoài nhé. Đó, thì phần thông tin về bảo mật dữ liệu các thứ nó cũng sẽ yên tâm hơn một chút. Đó, thì các bạn hãy cài đặt vào và mở nó lên để sử dụng nhé. Đây mình có thể kích lên đây để mở này. Thì đây là nó bắt đầu vào iOS Launcher này. Thì ở đây nó có khá là nhiều những cái tiện ích ấy. Ví dụ như là màn hình khóa này, trung tâm điều khiển này, hay là công cụ hỗ trợ cái phím talk ấy. Hay là ở đây thì nó có layer này, và các tiện ích con cũng như là một số các cái hiệu ứng hình nền, biểu tượng, đổi tên ứng dụng, ẩn ứng dụng, rồi thì cả một số những cái thông báo ấy, khá là tiện ích và hay ấy. Ví dụ như các bạn có thể chọn vào màn hình khóa này, thì ở đây nhá, nó sẽ có cái trình khởi chạy iOS này. Thì các bạn, ví dụ đây là một biểu tượng của nó này, và cũng như ở đầu video mình đã có thể mở được lên cái màn hình khóa kiểu y như iPhone XS này. Đó, và trung tâm điều khiển này, thì các cái công cụ điều khiển này, mật mã này, là bảo mật đó. Hoặc là hình nền thông báo này, ok, hay là vô hiệu hóa khóa hệ thống này. Đó, thì mình có thể nhập mật khẩu vào và bỏ qua cái khóa hệ thống này để có thể khóa được trực tiếp cái khóa của cái này luôn. Thì các bạn có thể vào đây để thiết lập này. Ngoài ra thì có cái phần trung tâm điều khiển này. Vì ứng dụng này nó ứng dụng free ấy, nên là nó cũng có chút quảng cáo nhé. Thì các bạn hãy chấp nhận về điều đó. Đây, ví dụ như cái này chưa bật nhé, thì mình có thể bật cái nút trên này lên này, cho nó hiện xanh lên này. Ok. Và như ở đây này, nó sẽ có các cái khóa màn hình và thông báo này. Thì đây, như vừa nãy ở đây thì mình đã nói qua rồi này. Ok. Và mình có thể chọn vị trí của cái này để nó hiện lên ấy. Ví dụ như các bạn có thể cho nó hiện ở trên đầu này. Đây, ở đây các bạn có nhìn thấy không? Đây, mình cho nó thay đổi màu này ở trên này nhé. Đó. Hoặc là bên trái này. Đây, cái thanh ở bên trái này này. Đây. Đây, mình sẽ cho nó sang màu này cho nó dễ nhìn hơn một chút này. Đây ạ. Hoặc là ngoài ra thì mình có thể cho nó sang bên phải này. Đây nhé, thì nó sẽ hiện bên này này. Và bây giờ mình sẽ thoát ra này và mình vuốt từ bên cạnh này sang. Thì nó hiển thị những cái kiểu thanh điều hướng này. Đây mình có thể là điều chỉnh màn hình này. Hay là chọn bài hát này. Nhưng mà mình phải đang bật ở Zing nhé. Ở đây thì nếu mà mình bật lên thì nó bị vi phạm bản quyền ấy. Nên là cái đó này các bạn hãy tự test nhé. Và ngoài ra này thì nó có cả chế độ như là âm thanh này, hay là wifi các thứ, bluetooth này, mà chế độ máy bay các thứ, có đầy đủ thông tin ở đây nhé. Thì mình có thể là vào đây để điều chỉnh được các cái ở trên thanh điều hướng này giống như của iPhone này. Ok, và bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài này. Và như ở đây nhá, nó sẽ có cái này, bây giờ mình nó khác một chút, nó là ở cái này thì nó sẽ không được di chuyển được các cái ứng dụng này. Ví dụ như là ở trên iOS 14 trên iPhone ấy, thì nó ở đây thì nó sẽ lấp đầy đẩy các ứng dụng khác đi để nó có thể để được cái thanh thông báo thời tiết này.
Nhưng mà ở đây thì nó không đẩy được nhé. Đó. Mình sẽ phải cho về bên đầu này. Và nó vào những cái ứng dụng này ấy, như ở dưới này thì nó là sẽ biểu tượng của App Store nhưng mà nó lại là CH Play nhé. Hoặc là các cái khác này. Các cái ứng dụng nó như cài đặt các thứ đồng hồ, camera này. Nó giống hệt như là ở iPhone nhé. Đấy, và một số những cái ứng dụng này. Đó. Các icon của nó giống hệt iPhone này. Đó thì như cái này thì các bạn có thể sử dụng để đi chôn bạn bè hay là gì đó. Như điện thoại iPhone mà lại chạy CH Play. Hoặc là những buổi giao lưu thủ thuật các thứ thì mình có thể dùng cái cách này nhé. Để biến chiếc điện thoại Android có thể chạy được các cái như kiểu iOS nhé. Ok, thì cách này các bạn có thể tham khảo và cài đặt ở trên máy của mình nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy like và chia sẻ video giúp mình. Cảm ơn các bạn đã xem video ạ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo ạ.